Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ càng A phanh dầu. Cái bộ này thì rất nhiều các bạn quảng cáo rồi, nhưng mà đây là một bộ có sự khác biệt rõ rệt. Mình kết hợp hai cái ưu điểm của hai bộ càng A trên thị trường hiện nay đấy vào thành một bộ. Thứ nhất là bộ càng A có căn chỉnh. Thì một số bạn cho rằng là cái càng A có căn chỉnh này nó dễ điều chỉnh, dễ tinh chỉnh trong cái quá trình làm khung. Thì mình đã chọn cái bộ càng A này cho các bạn. Tiếp theo nữa là cái bộ Meyer này. Thì mình kết hợp giữa cái bộ Meyer của ATV thì nó rất là kém các bạn nhé, nó luôn là rất là kém. Thứ nhất là cái đĩa phanh nó rất là nhỏ. Đĩa của nó có 130 thôi, trong khi đó cái đĩa này của nó là đĩa 180 cơ. 180 đến 100 đây, đĩa của nó là đĩa 180 các bạn nhé. Đấy, nó rất là to. Đĩa to thì phanh nó ăn hơn và nó khỏe hơn. Đấy. Thứ hai là cái củ phanh của nó lớn hơn. Đấy. Và thứ ba là cái tai để kéo cái chữ lái này nó dài thì nó lái nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và tiếp theo nữa là cái bộ Meyer này nó dùng cái loại bi côn cho nên là nó khỏe hơn rất là nhiều so với này cái bi bi tròn của cái thằng ATV. Bi nó vừa mỏng mà nó lại vừa nhỏ. Nếu như các bạn sử dụng thì độ bền nó thấp. Đấy. Thì trong cái video này giới thiệu cho các bạn cái bộ càng A có sự kết hợp này. Đấy. Cái hệ thống giảm sóc thì giảm sóc là so kép các bạn nhé. Đấy. Dài 36 cm. Và một số cái thông số thì vẫn như vậy thôi. Cái càng A này là dài 45 cm tổng thể. Đấy. Còn cái chữ AU ở trên này thì nó dài có tinh chỉnh cho nên là nó từ 40-25. Đấy. Là nó khoảng 25 cm. Còn ở dưới này nó khoảng 45 cm, 40. Đấy. Thì mình kết hợp cho các bạn hai cái bộ chữ A và bộ Meyer xịn này vào thành một bộ. Thì các bạn làm xe là vừa yên tâm, vừa dễ tinh chỉnh mà lại vừa dễ độ bền cao, dễ lắp đặt độ bền cao. Đấy là mình giới thiệu sơ qua về cái bộ là như vậy. Thì các bạn có thể mua càng chữ A kia hoặc càng chữ A này hoặc Meyer may kia hoặc Meyer này. Thì đấy là sự kết hợp. Thì các bạn tùy chọn nhé. Mình chỉ giới thiệu và mình thấy tốt nhất thì mình giới thiệu. Giá thành sản phẩm thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và nếu thấy hay thì hãy bấm ủng hộ và like kênh cho mình và cùng chia sẻ cho các cái video cho các bạn khác cùng tham khảo.